Hello, chào mọi người nhé. Mọi người ấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu các sản phẩm Mechadan của xưởng Ngọc Sơn mình trực tiếp. Thế hôm nay mình sẽ quay cho đây là cái giới thiệu các dòng sản phẩm hàng Mechadan của Ngọc Sơn. Mình sẽ quay qua cái xưởng mình đã xưởng hoàn thiện đóng gói đây. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho các bạn xem nhé. Và đây là cái hộp giỏ ngăn, giỏ tròn ngăn, là khi cái này mình để ở trên các bàn giấy, bàn làm việc của các văn phòng. Đủ các ngăn là để ngăn bút, rồi thì điều khiển, rồi các đồ dụng cụ về văn phòng của bạn. Đấy, cái này là còn cái này có quay, cái này có quay này, quay này, cái này có quay. Đấy, cục để ngăn trên bàn giấy, cục để điều khiển các loại, rồi thì giờ bút, rồi thì nói chung các đồ dùng của văn phòng. Đấy. Mình sẽ đây là cái hộp giấy này. Hộp giấy đựng giấy, đây là cái đồ dùng mình sẽ quay vào trong kho xưởng. Mình sẽ thôi ra đây, mình sẽ quay bên ngoài này cho nó sáng, trong này là hơi tối. Đây các đồ mây che này, đây là cái thùng đựng bộ ba rất nhiều loại. Đây bộ này còn nó ba chiếc, một chiếc nhỏ này. Đấy, chiếc 2 này, chiếc 3 này. Size lớn 3 size, nó 3 size đảm bộ đóng sẽ đóng vào thùng. Đấy, hàng này, các bộ này cũng giống nhau nhưng mà nó khác nhau hoa văn, chi tiết hoa văn. Đấy, các loại hoa văn rất đẹp. Còn đây là lát cốc, lát ly. Bộ lót ly này là 6 miếng lót để lót cốc, lót ly của các khách sạn, các nhà hàng, quán ăn của các khu du lịch. Đấy, 6 miếng này, đây là cái này, cái vỏ bọc 6 miếng. Các bạn xem kỹ, 6 miếng. Cái này bán rất nhiều quán cà phê. Tiếp sẽ là vào đây là một cái đây là cái menu của cái đồ để đựng đồ xa lanh. Lót ly từng mảnh này. Cái này nó phi 10 phân.
chủ đề nó đi để đi ở các quán cà phê. Đây là hộp giấy, hộp giấy vuông. Đấy, giấy để cho đây cuộn vuông để vào đây mình giúp vuông lên khăn. Ở đây là cái bộ mâm bồng. Sản phẩm xử lý đây là hoàn toàn tự nhiên này. Kết thúc video đây, mình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, ủng hộ kênh mình, đăng ký cho mình nhé, kênh mình là Ngọc Sơn Vlog. Xin cảm ơn mọi người.